Còn tại Pakistan, Ủy ban bầu cử nước này ngày 9 tháng 3 xác nhận cựu tổng thống của nước này, ông Asif Ali Zardari đã đắc cử tổng thống lần thứ hai sau khi nhận được sự ủng hộ của liên minh cầm quyền. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Zardari nhận được 411 phiếu bầu, trong khi ứng cử viên Mimus Khan Achakai được phe đối lập hậu thuẫn chỉ nhận được 181 phiếu. Theo luật pháp Pakistan, tổng thống do Quốc hội lưỡng viện và 4 hội đồng lập pháp cấp tỉnh bầu ra. Theo kết quả này, dự kiến ông Zardari sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 10 tháng 3. Ông Asif Ali Zardari, 68 tuổi và là phu quân của bà Benazir Bhutto, nữ thủ tướng đầu tiên của Pakistan, đã bị sát hại vào năm 2007. Trước đó, ông Zardari từng đắc cử tổng thống Pakistan từ năm 2008 đến 2013. Trên cương vị mới, ông Zardari được kỳ vọng sẽ giúp các đối tác trong liên minh cầm quyền ở Pakistan có thể đạt được sự đồng thuận để dẫn dắt nền kinh tế đi vào con đường ổn định trước khi tìm kiếm một gói cứu trợ tài chính từ tổ chức quốc tế IMF.